Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn quay trở lại nội địa của nước mỹ quý vị từ vụ án tham nhũng của gia đình joe biden cho đến vụ truy bức đối với cựu tổng thống trump trong bốn cái uh, cáo trạng nhắm vào ông về tội hình sự cho thấy rằng tình trạng mà tham nhũng lạm quyền có thể sẽ bị hệ thống hóa tại nước mỹ trước đây thì chúng ta chỉ biết là ở thế giới cộng sản của cái tham nhũng và lạm quyền nó là hệ thống hóa nhưng mà ở những nước xã hội dân chủ và tự do có là lưỡng đảng hoặc đa đảng kiểm soát chính quyền thì các cái vụ tham nhũng hay lạm quyền nó chỉ xảy ra ở tính cách cá nhân mà thôi nhưng lần này quý vị cuộc gọi là đối đầu giữa lưỡng đảng và cuộc đối đầu giữa à, ông Trump và Joe Biden cho thấy rằng là tình trạng tham nhũng và lạm quyền này nó có thể bị hệ thống hóa ở tại nước mỹ và nếu như mà nó hệ thống hóa thì coi như quý vị nước mỹ đã không còn là nước mỹ của một cái nền cộng hòa ngày xưa và nó dần dần biến thành một cái thứ gọi là từ dân chủ xã hội biến sang xã hội chủ nghĩa và cuối cùng trở thành cộng sản quý vị đây là một trong những cái bài phân tích của tôi và trước khi đi vào bài phân tích này thì hôm trước tôi có đưa ra cho quý vị thấy tham nhũng và tham nhũng này như thế nào và nó rất tinh vi. Và ngày hôm nay thì à, phía của Quốc hội đã tung ra và cho thấy chi tiết số tiền tham nhũng 21 triệu mỹ kim mới phát hiện à, trong cái giai đoạn đầu thôi, tức là từ tháng Giêng cho tới bây giờ là tháng 8. Thì quý vị, 7 tháng qua thì Ủy à, ban giám sát, Ủy ban tư pháp và Ủy ban đường hướng và đạo đức của Hạ viện, ba ủy ban này đã tiến hành điều tra về hồ sơ gia đình của Joe Biden và hôm nay Họ đã công bố trong 7 tháng đầu của cuộc điều tra này đã cho thấy là ít nhất là 21 triệu Mỹ kim gia đình này đã nhận thông qua các cái công ty của họ và phía của hạ viện rất chi tiết và rất là gọi là solid tức là chắc chắn là bởi vì trong đó họ đã breakdown tức là họ đã cho thấy số tiền này bao nhiêu đến từ đâu như thế nào và bây giờ chúng ta đi vào bản tin trước đi rồi sau đó tôi mới đề cập tới cái vấn đề tham nhũng và lạm quyền nếu nó bị hệ thống hóa ở Hoa Kỳ thì nó sẽ là một cái đen tối của đất nước này và nó được nhân danh bởi nhiều cái điều mỹ miều không khác gì cộng sản cả. Ok quý vị, đầu tiên hết là chúng ta đi vào bản tin. Breakdown tức là chia ra 21 triệu cho gia đình của Joe Biden và trong đó có liên hệ tới gia đình của Joe Biden và những người xung quanh đó. Đây là cái bản báo cáo của GOP tức là của Đảng Cộng hòa Đảng Cộng Hòa ở Ủy ban Giám sát cho biết họ đã xác nhận được 21 triệu Mỹ Kim đã chuyển cho gia đình của ông Joe Biden cùng với lại những đối tác của họ từ nguồn ở nước ngoài à, vào giữa thập niên 2010, tức là từ 2013, 14 cho tới 20 Và trong ngày 9 tây tháng 8, thì Ủy ban đã công bố một bản ghi nhớ về lợi tức của ông Hunter Biden, con trai của ông tổng thống Joe Biden với những quan hệ của ông ta trong vấn đề gọi là hoạt động với thương mại và trước đó trong bản báo cáo thứ hai thì ngờ cái ngân hàng, cái hội cái báo cáo ngân hàng của ông ta cho thấy là ông đã trên 10 triệu mỹ kim từ Trung Quốc và Romania và nó đã mang tới quyền lợi cho gia đình của Biden và trong cái bản báo cáo thứ ba trong đó tập trung vào những cái thương mại của gia đình của Joe Biden ở Nga ở Ukraine đã tăng và tổng số tài tiền nhận được lên tới hơn 21 triệu Mỹ kim và trong đó thì hầu hết là cái đa số đến từ Trung Quốc và các quốc gia ở phía đông của Âu Châu và họ đã điều tra và Đảng Cộng Hòa cũng như xác nhận là ông Hunter Biden cùng với những người liên hệ với ông ta đã có quan hệ với lại những uh, tài phiệt và những chính trị gia cũng như là những uh, nhân vật tài tài chính có ảnh hưởng uh, đã có ở uh, phía sau và trong đó gần như là họ đã xác nhận được những nguồn tài chính này và trong cái bản này họ cho biết rằng có 6 cái ngân hàng khác nhau nhận uh, và hàng ngàn cái bản uh, báo cáo trong đó có cái mới và cũng có cái là <laughs> họ điều tra vào gia đình của Cho Ben và họ vẫn chưa tống cái trác về uh, báo cáo của gia đình này. Tuy nhiên thì uh, chưa có cái uh, Uh, chi trả nào đã được phát hiện là trực tiếp tới tận quan hệ với ông joe biden mặc dù ít nhất có một cái uh, chương mục đã nhận được số tiền và giúp đỡ bởi uh, một nhân vật được xem là un, unidentified tức là một nhân vật mang họ biden nhưng mà không xác nhận là ai và trong số này gần 20 uh, cái uh, corporation tức là gần 20 công ty khác nhau kể cả những cái uh, tại chương mục ngân hàng và đảng cộng hòa đã duyệt xét hàng ngàn trang à, báo cáo của tài liệu của nhà băng và trong đó cho thấy hình ảnh của ông biden bị cáo buộc là đã có quyền lợi rất nhiều và trong đó quý vị ở đây thì chúng ta sẽ thấy được nè từ 3 triệu từ Romania, tức là quỹ ban này đã pha thảo luận về số tiền trên 3.1 triệu Mỹ Kim đã trả cho ông Hunterin và những người liên hệ với ông ta từ nguồn ở Romania. Và số tiền này nguyên thủy là từ à, Blackden Enterprise chủ nhân của một nhà thương gia của Romania có tên là Gabriel Popoviciu và ông Hunterburn và luật sư của ông ta được báo cáo là cung cấp cái uh, cố vấn pháp lý cho ông Popoviciu uh, khi mà ông uh, nhà tài phiệt này đang đối diện với là các cáo buộc về hình sự trong tội tham nhũng uh, cùng với lại uh, quan hệ của ông Joe ông Hunterburn và ông uh, Popovich sau đó đã bị cáo cáo buộc một số những cái tội trạng liên quan tới tham nhũng và hai trong số những người mà có quan hệ với ông Hunter Biden liên quan tới Romania là ông Rob Walker là chủ nhân của Robinson Walker và ông uh, James Gillier là chủ nhân của uh, cái công ty năng lượng của Âu Châu và về hạ tầng cơ sở gọi là EIG -E và cái lý do mà họ vẫn chưa họ có thể phát hiện được là ông Hillary Biden Tức là là bà Haley Biden tức là người con dâu của ông tổng thống này trong đó cũng đã nhận được 10.000 mỹ kim từ ông Popo CV công ty của ta và bà này được xem là người đã có một cái mối quan hệ và đều có trực tiếp với lại Hunter Biden khi mà chồng của bà ta chết tức là là chị dâu của Hunter Biden và đã có mối quan hệ với Hunter Biden trước à, sau khi mà chồng bà ta chết và đây là số tiền mà phía Đảng Cộng hòa phát hiện ra vừa giữa à, trên 3.1 triệu mỹ kim đã tới gia đình của Biden và ông Giller cũng như ông Walker và tổng số tiền là à, khoảng 1.038 triệu mỹ kim đã đến trực tiếp với gia đình của Joe Biden và giữa tháng 11 năm 2015 tới 2 tháng 5 năm 2017 thì robinson đã nhận được 17 cái lần chi trả với số tiền từ 172.000 cho tới 186.000 mỹ kim phần thứ hai là 8 triệu mỹ kim từ trung quốc và đồng thời họ phát hiện được 8 triệu mỹ kim từ nguồn từ nguồn ở trung quốc và có lợi cho gia đình của biden và ông hunter biden 3 triệu Mỹ Kim đã được phát hiện bởi câu kèo quỹ ban lần đầu tiên trong bản báo cáo của ngân hàng. Tiếp theo cái công ty gọi là năng lượng có tên gọi là SK Limited ở Hồng Kông và công ty này là có trụ sở ở Hồng Kông. Và ngày 1 tây tháng 3 2017 thì công ty năng lượng SK Limited đã chuyển khoảng 3 triệu Mỹ Kim cho Robinson Walker và ngày hôm sau thì Walker đã gửi một số tiền là một triệu 0 1.065 triệu cho EEIG à, công ty của ông ta và cùng một số tiền này đã được trả cho cái à, gia đình của Biden thông qua một à, <laughs> một vài tháng sau đó và số tiền này à, để để một cái tên gọi là Biden mà thôi tức là không xác nhận là người nào bà Biden ông Hunter Biden à, và cái công ty của tên gọi là Osco PC và ASTBC à, đây là một trong những cái à, công ty của em trai ông Joe Biden là James Biden với cái tên là JBB HR Incorporation và được xác nhận và nó vẫn chưa xác nhận được lai lịch của cái số tiền đầu tiên là thuộc về ông Hunter Biden và cái tên chữ Biden, cái họ Biden thôi quý vị đã nhận 70.000 mỹ kim và bà uh, uh, Mr. Biden tức là bà Biden nhận 25.000 mỹ kim và ông James Biden nhận được 360.000 mỹ kim và còn lại một 610.692 mỹ kim vẫn uh, vào trong tay của Hunter Biden và trong bản báo cáo này thì họ cũng cho thấy rằng là công ty gọi là Tech Energy HK Limited à, đã có những cái thông tin tức mới là nhân vật thương gia của Trung Quốc là Zhe Chan -ming và Dong Gowen À, mỗi một người đã có liên hệ với cộng sản trung quốc và cả à, tìm coi là coi đã xác nhận à, cái cái công ty về đã làm việc việc với công ty này và bây giờ thì nó đang là bị khai phá sản và ông dê được báo cáo là có quan hệ mật thiết với đảng cộng sản trung quốc phục vụ trong vai trò là phó tổng bí thư phó tổng bí thư của cái hệ thống à, và liên quan tới quân sự của trung quốc và cefc này à, này là cái nơi mà ông à, Hunter Brand đã có một mối quan hệ rất gần gũi và gần như là gần gũi với đảng cộng sản trung quốc và chế độ này và ông Đông được xem là nhân vật làm việc chung với lại ông Dê trong cái công ty CEFC ở Hoa Kỳ và thành lập một số những cái công ty tại Hoa Kỳ với những cái tên và trong đó có chữ Hudson West và kể cả một cái công ty được xem là một công ty vệ tinh mà cái công ty CEFC này đầu tư và trong đó thì trong ngày tháng 6 ngày, h... ngày năm 2017 thì ông Dê đã chuyển một số tiền lên tới 25 gần 25 triệu Mỹ kim cho Houston West, à, trong đó ghi danh với cái tên của ông Don và trong tháng 8 năm 2017, ông Ye đã quay thêm số tiền là 110 triệu Mỹ kim và cùng cái số tiền này thì ông Hunter Biden và ông Don đã thành lập một cái công ty gọi là Houston West Tree và trong đó à, họ đều chiếm năm hai người này mỗi người chiếm 50% chủ nhân của công ty này và ta, À, giữa uh, năm 2017 và tháng 10 năm 2018 thì uh, Đảng Cộng hòa phát hiện ra Houston Westry đã chuyển 4 triệu Mỹ Kim tới một công ty có liên hệ với Hunter Biden và 75.000 cho một công ty có quan hệ với lại ông James Biden và trong năm 2018 thì uh, công ty CEFC đã bắt đầu bị rớt và ông Ye đã bị bắt giữ bởi chính quyền Trung Quốc và Hunter Biden đã giữ một cái khoảng cách với công ty này và nói rằng uh, trong một cái email uh, được nhìn thấy bởi tờ Washington Post tôi không có làm việc với CEFC, tôi không phải là partner của CEFC, tôi không phải là nhân viên mà và được cung cấp ngân quỹ bởi CEFC. Tuy nhiên thì trong bản báo cáo của bên đây nói rằng cái ba cái bản xác minh này là không không đúng sự thật và nói rằng họ xác nhận số tiền được chuyển 100.000 Mỹ kim từ CEFC tới Hunterdon thông qua cái công ty gọi là Owasco PC vào tháng 8 năm 2017 cùng một tháng mà con trai của ông Joe Biden tức là ông Hunter Biden đã, đã cùng sáng lập cái Houston West Tree với ông Đông và trong đó số tiền này đến từ cái gọi là cái công ty gọi là Shanghai Hushan một công ty có ở tại Trung Quốc và chỉ một tuần sau khi mà ông ta sáng lập cái CFC cái hạ tầng cơ sở ở tại Hoa Kỳ và kiểm soát cái quyền lợi của Houston West 5 tức là bắt đầu tới cái công ty thứ năm rồi nghe quý vị thì ông... Don đã chuyển 100% tất cả những cái tiền này từ ở tới cái công ty gọi là Shanghai Huixin và tháng sau đó thì Shanghai Huixin đã chuyển 10 triệu mỹ kim vào trong cái công ty hạ tầng cơ sở của CEFc và 100.000 mỹ kim đã chi trả cho ông Hunter Biden được đưa ra bởi công ty CEFc và tới ông Biden một tháng sau đó và thêm một số tiền 5 triệu mỹ kim được chuyển từ CEFc tới Houston West Street tức là cái công ty mà họ lập ra và trong đó tổng số tiền mà ông Biden ông Hunter Biden đã nhận được là 5.1 triệu Mỹ kim từ cái sự liên hệ với lại công ty của Đảng Cộng sản và trong đó ông trong tìm cách gọi là tránh né cái nguồn từ nước ngoài và trong đó họ lập ra cái LLC ở Delaware và ông Hunter Biden cũng đã ước lượng ước lượng là có thể có được 80.000 Mỹ kim từ ông tỷ phú gia này và 3.5 triệu Mỹ kim từ một tài việt Nga và một vùng khác thì hinterbin và các mối quan hệ của ông ta đã có tổng cộng 3.5 triệu mỹ kim từ một tài phiệt nga bà này có tên là zelena baturina và đây là một phụ nữ giàu có của nga bà baturina bà đã đám cưới với lại một cựu thị trưởng của thành phố moscow theo tường trình của báo cáo thường viện và bà baturina à, hiện nay là được xem là một trong cái đế chế tham nhũng của nước Nga và vẫn tiếp tục có những cái quan hệ với lại ông Hunter Brand và được xem là có những cái thảo luận thương thảo với ông ta. Vào tháng 3 năm 2014, bà này đã chuyển số tiền 3.5 triệu Mỹ Kim cho roseman Seneca Thompson là một công ty được ghi danh ở Delaware bởi ông James burger cùng với ông Hunter Brand và họ đã có quyền lợi và và một phần trong cái gọi là cái thỏa thuận về cô tư vấn và trong đó số tiền này được đưa ra bởi Roseman Seneca Partner và trong đó thì cho thấy rằng là ông Biden năm 2009 đã can dự vào việc chuyển tiền và bị điều tra bởi quỹ ban. Sau đó thì 2.75 triệu mỹ kim đã được gửi từ ở Roseman Seneca Thompson tới uh, Rosman Seneca hai là một cái công ty mà uh, vệ tinh của tức là công ty con của công ty Rosman Seneca Partner và ông Devon Asher một uh, nhân vật được xem là đối tác lâu đời của Hunter Biden người đã ra điều trần uh, trước uh, hạ viện cho biết mối quan hệ của, với lại con trai của ông Joe Biden và trong đó họ chia 50 50 phần trăm trong cái uh, cổ phần của công ty gọi là roseman Seneca Holdings với ông Hunter Biden và một số tiền 750.000 mỹ kim đã chuyển trực tiếp vào cái chương mục của ông Asher và trong mùa xuân À, thì à, Tiếp theo đó 3.5 triệu Mỹ Kim đã được chuyển ra Và lúc đó ông Phó Tổng thống Joe Biden đã có mặt trong buổi ăn tối Ở cà phê Milano ở Washington Với bà Baturina và ông Asher, ông Hunter Biden và một số người khác Và sau khi mà Nga xâm lăng Crimea năm 2014 Thì ông Phó Tổng thống Joe Biden đã à, à, đặt một số tài việt của Nga ra vào lệnh cấm vận Trong đó thì bà à, Baturina à, gần như là không có nằm trong cái danh sách này và ngoài ra thì có thêm 142 000 Mỹ Kim từ một thương gia của Kazakhstan. Ông Hunter Brandt đồng thời cũng nhận 142.300 Mỹ Kim từ ông Kenneth Rakishev, một thương nhân của Kazakhstan. Ông Rakishev vốn là một tài việt, là một triệu phú. Và trong vai trò là ông ta là giám đốc điều hành của một công ty dầu khí của Kazakhstan có tên là Kasmunegas và ông Rakitsep đã có quan hệ mật thiết với lại ông Karim Masumov, người được người được xem là thủ tướng của Kazakhstan từ tháng 2, từ tháng 4 năm 2014 và sau đó ông ta đã bị kết án 18 năm tù về tội phản quốc, lạm dụng quyền lực và có âm mưu lực đảo, à, đảo chánh và trong tháng 2 năm 2014 thì ông Rakitsep đã gặp gỡ ông Hunter Biden tại Washington và trong tháng 4 2014 thì ông Hunter Biden à, lúc đó ông là ông cho cho bên lúc đó là phó tổng thống và Rakishev cũng như là Maximov đã có mặt trong một cái quán à, ăn ở gọi là cà phê Milano ở tại Washington và chỉ à, 6 ngày sau đó thì ông Rakishev đã gửi một số tiền 142.300 Mỹ kim cho rosman seneca bo 2, công ty được làm chủ bởi ông hunter biden và ông asher và sau đó thì à, họ đã ghi danh ở một công ty ở singapore và ngày hôm sau thì à, rosman seneca đã chuyển đã đúng cái số tiền này cho một cái uh, dealership tức là một cái hãng bán xe sang trọng ở new jersey để mua một chiếc xe sport car cho ông hunter biden và trong cái quỹ ban giám sát này cho thấy là họ đã khai ra ngoài ra thì 6.5 triệu mỹ kim nhận từ công ty ukraine uh, cuối cùng thì ông Hunter Biden và các người liên hệ của ông ta đã nhận 6.5 triệu mỹ kim từ công ty năng lượng của Ukraine là Burisma trong và một vài năm có mối quan hệ lâu đời với lại công ty này. Đặc biệt là quý ban sáng phát hiện ra về cái cuộc điều trần của whistleblower của sở thế là Gary Shapley cùng với Joseph Ziegler họ đã phát hiện ra cái điều này và ông Hunter Biden đã có mối quan hệ với công ty Burisma từ mùa xuân của năm 2014. Thời điểm đó thì ông Hunter Biden đã làm việc trong vai trò là cố vấn pháp lý. Tuy nhiên, ông ta ngay sau đó đã được nâng cấp trở thành một thành viên hội đồng quản trị và gặp gỡ với lại cái người mà người ta đặt cách về vấn đề thư ký của công ty Burisma là Bozaski và cũng như chủ nhân của công ty này là Mikola Zilok. Kachevsky theo tường trình của ông Asher sau khi điều trần và cuộc điều trần này cho thấy trong tháng 14 ngày năm 2014 và 2015 thì ông Acer và ông Hunterbrin đã nhận 3.32 triệu mỹ kim từ Burisma theo tường trình cho biết và phân nửa số tiền của 6.5 triệu mỹ kim mà hai bên đã nhận từ công ty Burisma và gần như là họ thiết lập tất cả các mối quan hệ với lại Joe Biden. Đây là cái bản báo cáo mà phía hạ viện đưa ra. Quý vị, như vậy chúng ta coi cái breakdown này, chúng ta thấy rõ ràng gia đình của Joe Biden đã nhận tiền từ rất nhiều những đối tác nước ngoài thông qua những cái gọi là cố vấn và thông qua những cái gọi là khuyến cáo đặc biệt là quý vị buổi ăn tối ở Milano cafe Milano ở tại Washington sau bữa ăn tối đó chỉ có 6 ngày sau thôi thì tài phiệt của Kazakhstan đã chuyển 142.300 Mỹ Kim cho một công ty do Joe Hunter Biden đứng làm chủ chung với ông Asher và ngay sau đó một ngày thôi số tiền này đã được chuyển tới một cái dealership tức là một cái hãng bán xe sang trọng và mua chiếc xe sport cho Hunter Biden. Quý vị rõ ràng cách xài tiền này chúng ta đã biết số tiền này xài để làm gì và công ty đó là công ty gì quý vị? Công ty đó và những công ty bà gia đình của Joe Biden lập ra là gần như họ mang cái tính cách gọi là tư vấn tức là consulting. Quý vị, họ lấy cái tên là tư vấn tức là Công ty cố vấn và Consulting. Và cuối cùng thì quý vị số tiền đã chuyển vô. Và quý vị như vậy thì cho tôi biết. Cái này có phải tham nhũng hay không? Bởi vì những người làm nghề cố vấn hay tư vấn Consulting Group. Họ nhận tiền với số tiền không quá vài trăm ngàn Mỹ Kim. Có những cái vụ lớn phải lobby thì họ mới nhận nhiều hơn. Còn trung bình cho mỗi một lần tư vấn cao lắm những công ty mà mắc mỏ nhất nước Mỹ cho một cái lời khuyên, cho một cái lời, cho một cái chiến lược hướng đi thì quý vị vài chục ngàn mỹ kim thôi, vài chục ngàn mỹ kim quý vị tư tưởng cái nghề tư vấn này nó giống như cái nghề kiến trúc, quý vị vẽ một bản kiến trúc cho một ngôi nhà thì cái người kiến trúc sư đó họ vẽ tùy theo cái yêu cầu của mình thì nó sẽ tính tiền từ ba ngàn mỹ kim cho tới ba chục ngàn mỹ kim cho một cái bản vẽ tùy theo cái dự án mình lớn hay nhỏ thì quý vị cái nghề tư vấn nó cũng y chang như vậy tức là tùy theo vấn đề lớn nhỏ thì cái mức mà chạc tiền của nó nó giống như một kiến trúc sư một người thiết kế ra một cái bản kế hoạch một chiến lược hay là một cái lời khuyên để đi nó là công ty tư vấn mà và cái hướng nào để đi gặp gỡ những ai thì đó là cái trách nhiệm của công ty tư vấn thì quý vị thì cái việc tư vấn này nếu mà những công ty chuyên nghiệp tại mỹ đó tôi gọi là chuyên nghiệp tại mỹ đó một cái project họ nhận vài chục ngàn đô la thôi. Vài chục ngàn đô la là tối đa, trừ những cái dự án nào mang tính chất lớn lắm, ảnh hưởng rất nhiều thì nó mới lên tới cả trăm ngàn. Bởi vì cái giới hạn của công ty consultant á nó chỉ giới hạn ở mức đó thôi. Nó không cao hơn được. Nhưng bây giờ quý vị, họ nhận tới cả triệu mỹ kim mà tất cả đối tác của họ đều là ở nước ngoài, đều là những nhân vật có vấn đề. Quý vị thấy ông nhà tại Việt Gia gì đó của Gia Minh của Trung Quốc đã bị truy tố tội tham nhũng. Rồi nhân vật của Kazakhstan, ông có quan hệ với ông cựu thủ tướng Kazakhstan, <laughs> thì ông này đã bị cáo buộc tội phản quốc rồi. Và kể cả cái bà uh, Burinatina của Nga, tài phiệt của Nga, thì bà này lại không nằm trong danh sách bị cấm vận trong lúc mà Nga xâm lăng như, uh, Crimea năm 2014. Thì quý vị tất cả những nhân vật có liên hệ với lại hunter biden đều là những nhân vật có vấn đề ở quốc gia của họ và họ tìm cách sử dụng cái uh, quy thế phó tổng thống của joe biden để can thiệp cho họ và ít nhất công ty burisma đã thành công công ty burisma đang bị điều tra về tham nhũng thì với số tiền họ chi ra cho hunter biden cuối cùng thì quý vị chính ông tổng thống Poroshenko của ukraine đã cách chức sa thải ông công tố viên, tức là ông biện lý à, gọi là ông prosecutor là công tố viên đó là Victor Shokin và đồng thời khóa luôn và hủy bỏ luôn cái vụ án điều tra này. Giữa lúc mà Joe Biden đang nắm cái ngân sách 1 tỷ Mỹ kim tài trợ cho Ukraine. Quý vị, đây rõ ràng là tham nhũng. Và cái sự tham nhũng này nó được thiết lập một cách rất tinh vi, nó thông qua tới hai mươi mấy công ty và tất cả những công ty này tôi có thể nói với quý vị đó là những công ty ma, nói là tư vấn hay là cố vấn consultant, nhưng nó chỉ là những công ty ma, mục đích lập những công ty này để nhận nguồn tiền từ nước ngoài rồi từ công ty này chuyển qua công ty khác, chuyển qua công ty nọ và cuối cùng nó rớt vào trong cái túi của Hunter Biden. Và quý vị, Hunter Biden có thể làm được những việc này nếu anh ta không phải là con trai của tổng thống hay không? Phó tổng thống hay không? Hay là tổng thống bây giờ? Câu trả lời là không và giống như tôi nói các công ty tư vấn họ không nhận tiền quá một triệu mỹ kim đâu cho một cái dự án lớn khủng khiếp và các công ty lobby thì phải ghi danh với lại chính phủ căn cứ trên đạo luật fara tức là nếu mà nhận tiền vận động hành lang thì họ sẽ phải báo cho chính phủ mỹ biết là công ty của họ là đang nhận tiền của nước nào và vận động cho cái điều gì đó là cái quy tắc và cái luật lệ của nước mỹ nhưng hình Biden không có, không hề đăng ký, không hề ghi danh trên cái đạo luật Farah. Và quý vị, đây là hành động tham nhũng rất rõ nét. Và sự tham nhũng của gia đình Joe Biden cộng với lại phía bộ Tư pháp dưới quyền của Merrick Garland đã liên tục tấn công ông Trump và và đã liên tục tấn công ông Trump cùng với lại hai ca biện lý ở Manhattan và ở Georgia do đảng dân chủ bầu họ cũng quyết tâm triệt hạ ông Trump và họ có một cái sự liên kết chung với lại Merrick Garland. Thì quý vị thấy rõ ràng, cái game này họ đánh ra, đánh đúng lúc lắm. Ngay lúc mà ông Trump sau khi mà ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống và sau khi mà có những cái tai tiếng trong gia đình của Joe Biden bị phanh phui. Cứ mỗi lần mà phanh phui một sự kiện thì lại có một bản cáo trạng mới nhắm vào ông Trump. Thì quý vị, rõ ràng là họ có sự liên kết với với nhau từ bộ tư pháp của liên bang cho tới uh, Alvin Pratt là biện lý của Manhattan cho tới bà Fanny Willis là biện lý của Georgia tức là ở Fulton County. Quý vị, họ liên hợp một cách chặt chẽ lắm và họ chọn cái vụ án ở tại Fulton County là vụ án sau cùng tại vì vụ án này sẽ dựa trên cái đạo luật RICO. Thì quý vị, nhưng đạo luật RICO này nó chỉ nhắm vào những tổ chức tội ác. Nếu một cá nhân của Donald Trump thì làm sao trở thành một tổ chức tội ác được quý vị, một organization được. Cho nên nó phải truy tố thêm 18 người khác, nó gom hết 18 người đồng minh và những luật sư của ông Trump lại thành một tổ hợp. Và nó xem đây là tổ hợp tội ác. Quý vị, họ liên kết với nhau và sự liên kết này tôi cho rằng đang có cái chiều hướng hệ thống hóa sự tham nhũng được hệ thống hóa bởi gia đình của Joe Biden. Và bây giờ tới phiên cái bộ tư pháp và những nhân vật dưới quyền của Joe Biden cũng đang tìm cách hệ thống hóa cái việc mà gọi là lạm dụng quyền lực này. Mà bây giờ phía Đảng Cộng hòa gọi đây là weaponize, tức là vũ khí hóa trong bộ tư pháp. Rõ ràng quý vị, họ đã có cái mục tiêu và họ đã liên kết một cách chặt chẽ ngay từ lúc mà ông Trump trước khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử tức là họ đã sắp xếp từ lúc hình Joe Biden trở thành tổng thống và họ đề phòng ông Trump quay trở lại chính trường chính điều này mà họ đã sắp đặt tất cả mọi thứ trước khi họ bổ nhiệm những người này và bây giờ những người này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mà thôi nhiệm vụ của họ là bằng mọi cách đưa Donald Trump vào tù và cản Donald Trump không được tái tranh cử trở lại giờ đó quý vị đây là một cái hình thức lạm dụng quyền lực lạm dụng quyền lực một cách rất rõ nét và nó đang từ từ trở thành một cái hệ thống hóa và điều này rất nguy hiểm cho xã hội Mỹ. Bởi vì khi mà lạm dụng quyền lực hay là tham nhũng bởi một cá nhân thì quý vị nó dễ xử tại vì cái cơ chế và cái à, cái hệ thống của chúng ta kiểm soát được và ngăn ngừa được. Nhưng bây giờ nó hệ thống, tức là nó có sự cấu kết. Cấu kết từ những thành viên đảng Dân Chủ của lưỡng viện quốc hội, cấu kết qua bên hành pháp của Joe Biden và cấu kết với lại những cái khu vực địa phương để thao túng tất cả quyền lực. Thì quý vị, đây là một cái hệ thống. Tôi gọi đây là một hệ thống. Và cái hệ thống này nó sẽ tàn phá nước Mỹ từ một quốc gia có một cái nền cộng hòa. Khởi đi từ một cái nền cộng hòa và căn bản của một nền cộng hòa đang bị transform, tức là đang bị chuyển tiếp qua một cái xã hội gọi là dân chủ xã hội. Quý vị, nó transform rất là từ từ. Rồi từ dân chủ xã hội, nó biến thành chủ nghĩa xã hội. Và cuối cùng, quý vị, nó đi tới cái điểm cuối cùng của nó là chủ nghĩa cộng sản. Quý vị thấy là nó đã có một cái hình thức gọi là hệ thống. Hệ thống vấn đề tham nhũng, hệ thống vấn đề lạm quyền và hệ thống vấn đề chuyên chế. Quý vị nhớ, từ bắt đầu năm 2021, khi mà đại dịch bắt đầu hoành, đã vẫn đang hoành hành, thì chúng ta đã có vaccine nhưng mà quý vị trên tất cả truyền thông xã hội từ facebook qua tới youtube google cho tới twitter thời điểm đó họ tăng cường giám sát và à, ngăn chặn tất cả những ý kiến khác biệt liên quan tới thuốc chống dịch và liên quan tới đại dịch họ định hướng tất cả mọi người phải đi theo một, thư, một, một cái hướng là phải tuân thủ tất cả những gì chính quyền joe biden ban hành kể cả cơ quan fda xưa nay cơ quan fda được xem là độc lập mà còn bị áp lực. Quý vị nhớ lúc mà ông Trump thúc đẩy thuốc chủng ngừa ra thì FDA chỉ approve, chấp thuận với tính cách là sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nó chưa được toàn diện. Và lúc đó Joe Biden ra lệnh cho bằng mọi giá ép cái cơ quan FDA phải cho thông qua toàn diện thì ông ta mới áp đặt cái chính sách chích chủng ngừa được. Thì quý vị, đây là cái hành động lạm dụng cả một hệ thống đó. Nó cấu kết với truyền thông xã hội, nó cấu kết với lại giới truyền thông dòng chính Nó cấu kết với những uh, Ban ngành trong liên bang Và nó cấu kết với một số thành viên Trong quốc hội Để nó hình thành một cái thứ băng đảng Và cái thứ băng đảng này Nó kiểm soát tất cả mọi thứ Nó kiểm soát Tất cả mọi thứ Và đây chúng ta gọi đó là weaponize Tức là chính trị hóa tất cả mọi thứ Và bây giờ chúng ta đang Chứng kiến nó đang phát triển ra nếu không có phản kháng cỡ một số những tiểu bang do đảng Cộng hòa quản trị thì ngày hôm nay người dân Mỹ đã bị cái sự chuyên chế này kiểm soát. May là chúng ta có đến hai mươi mấy cái tiểu bang do đảng Cộng hòa quản trị, quản trị họ đã phản ứng rất mạnh và họ phanh phui ra. Chúng ta mới thấy được là nó đang hình thành một cái hệ thống về lạm quyền và bao che cho những cái sự tham nhũng. Quý vị, lộ trình của nó đi từ một nền Cộng hòa qua dân chủ xã hội rồi từ dân chủ xã hội qua xã hội chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cuối cùng là cộng sản đó quý vị nó đang transform nước mỹ này theo kiểu này tại vì chỉ có độc tài toàn trị thì nó mới duy trì được quyền lực lâu dài nhưng mà nó đi đường vòng nó không đi trực tiếp và dùng bạo lực giống như cộng sản thôi có điều cái bản chất nó không khác gì cộng sản cả và nước mỹ đang đối diện với một cái tiềm năng rất nguy hiểm về cái mô hình xã hội này nó đang tàn phá nước Mỹ quý vị. Trong khi nước Mỹ thịnh vượng và có khả năng đứng đầu thế giới là nhờ nền cộng hòa và cái nền kinh tế tư bản. Bây giờ nó lại muốn transform nước Mỹ này thành một kiểu khác. Quý vị, điều này sẽ làm cho cái hệ thống chính quyền bị suy yếu bởi nạn lạm quyền, tham nhũng và chuyên chế, đồng thời nó cũng làm cho tư thế của nước Mỹ biến mất dần trên chính trường quốc tế và dân Mỹ sẽ mất đi sự thịnh vượng. Chúng ta đang đối diện với sự nguy hiểm khi mà cái hình thức của tham nhũng và làm quyền cũng như chuyên chế đang trở thành một cái hệ thống hóa tại Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.